Em xin chào toàn thể tất cả mọi người đang xem clip nhé. Hôm nay thì em có một chuyến đi tìm cây. Đây vô tình đi lạc vào trong khu trang trại, khu chòi, khu ruộng này. Đi tìm cây, kiếm cây. Đấy. Thì kiếm thấy cái cây này. Cây này không biết là kiếm phổ thông hay là cái gì nhỉ. Đây cái lá nó này. Có cái quả nó nghe người dân tộc Thái bọn em thì hay dùng cái quả nó để kiểu như mình làm cái gia vị trong các cái món nộm ấy, hoặc là làm chèo chấm. Quả chỗ em thì hay gọi cây thò dầu. Đấy, lá này. Cái cây thì hiệu bonsai luôn, thoát lên 1m2. Cái ổ thì to lắm. Cái bể gốc này vanh nó phải khoảng vanh gốc khoảng 300, vanh trên tầm khoảng 200 hơn. Đấy. Và tổng thể luôn. Còn đây mọi người thấy hai cái cây đằng sau kia không? Đây là hai cái cây cây nhội. Hai cây nhội. Hai cái gốc này cũng to. Cái gốc bên này thì nó cũng hiểu bonsai luôn, cả hai gốc này nó vào kiểu nó xưa nó bị mục, bị rỗng ruột, nó chết ở phần dưới, bây giờ nó kéo hết rồi, kéo liền ra hết rồi. Đây. Nó kéo hết rồi nhé. Đấy. Cái bột đế này. Đây, nó ra đây, đi sang đây. Bên này cây bên này thì cũng to chả bá luôn. Nó nằm trong ổ mối. Để buổi sáng sớm bình minh. Quay tổng thể dưới hai cây và ba cây. Đấy. Mọi người nếu xem ai có nhu cầu về cây nào thì liên hệ với em nhé. Bên này có một cái cây nữa, cũng là cái lội. Nó thì phát thân lên là cỡ 2m dưới 3m là nó chia tay ra, chia ra hai tay. Nhưng cái đoạn bên dưới thì nó từng u bệnh, nói chung u thì cũng không phải u to, nhưng nó lên là nó có một cái đoạn co đấy, chia ra ba tay. Cái chỗ đoạn dưới co kia là nó thu hẹp lại luôn, kiểu như cái eo con kiến ấy. Quang cảnh ở trong đồng ruộng. Bên này có một cái cây khế này. Cái khế này thì cỡ 106 vanh, thoát lên 1m2 là chia ra hai tay. Và thoát thêm 2m nữa, tổng khoảng 3m. Là nó bắt đầu chia cành.